여러분 안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước sang bài ôn tập. 복습 2. Bài ôn tập số 2. Đầu tiên, chúng ta có cấu trúc nằm trong cấu trúc chỉ nguyên nhân kết quả. Động từ tính từ kết hợp với kim lệ và danh từ kết hợp với kim lệ. Mang nghĩa trong tiếng Việt là vì vậy, vì thế nên. Diễn tả hành động sự việc ở phía trước là căn cứ, cơ sở hay lý do để thực hiện hành động ở phía sau. Ở thì quá khứ chúng ta dùng dưới dạng thức ad-ot-kile và thường được sử dụng trong văn nói. Chúng ta có ví dụ. 배가 고프길래 빵을 사러 가요. Vì đói bụng nên tôi đi mua bánh mì. 배가 고프길래 빵을 사러 가요. Mời cả lớp đọc theo tôi. 배가 고프길래 빵을 사러 가요. 배가 고프길래 빵을 사러 가요. Ví dụ số 2 ta có 날씨가 춥길래 옷을 많이 입어요. Ở đây vì trời lạnh nên tôi mặc nhiều áo. Đây chúng ta có 옷을 많이 입어요 là mặc nhiều áo. Vì sao? Vì trời lạnh 춥다. Đây chúng ta có 춥다. 춥다 là lạnh. Vì trời lạnh nên tôi mặc nhiều áo. Mời cả lớp đọc theo tôi. 날씨가 춥길래 옷을 많이 입어요. 날씨가 춥길래 옷을 많이 입어요. Như vậy cấu trúc động từ tính từ và danh từ chúng ta kết hợp với kile. Động từ tính từ chúng ta kết hợp với kile và danh từ chúng ta kết hợp với kile nếu như danh từ có pachim. Có bạn nào có thắc mắc gì về cấu trúc này không ạ? Thưa cô, cấu trúc kile này thì chúng ta thường xuyên dùng ở thì nào ạ? Cấu trúc này chúng ta thường sử dụng ở thì quá khứ và thì hiện tại và chỉ sử dụng ở thì tương lai đối với những gì mà chúng ta suy đoán dựa trên sự suy đoán và quan sát của bản thân. Các bạn lưu ý vấn đề này. Tiếp theo chúng ta cùng bước sang cấu trúc số 2, động từ kết hợp với 는 바람에. 는 바람에, vì nên. Gắn sau thân động từ có chức năng liên kết, gắn hai vế trong câu với ý nghĩa diễn tả nguyên nhân. Do có hành động trạng thái ở vế trước nên dẫn đến sự xuất hiện kết quả ở vế sau. Và kết quả vế sau bị ảnh hưởng bởi hành động trạng thái ở vế trước. Hành động trạng thái vế trước mang ý nghĩa tiêu cực là việc không thể dự đoán được nên dẫn đến kết quả không tốt ở vế sau. Các bạn lưu ý. Và chúng ta có ví dụ về cấu trúc này. Đầu tiên, 감기에 걸리는 바람에 약속을 취소해야 했어요. Vì bị cảm cúm nên tôi đã phải hủy cuộc hẹn. Đây chúng ta có 약속하다. 약속을 취소하다 là hủy hẹn. Và vì sao? Vì cảm cúm, 감기. 감기 때문에. Mời cả lớp đọc theo tôi. 감기에 걸리는 바람에 약속을 취소해야 했어요. 감기에 걸리는 바람에 약속을 취소해야 했어요. Chúng ta có ví dụ số 2. 친구가 집에 와서 노는 바람에 숙제를 못 했어요. Vì bạn đến nhà chơi nên tôi không thể làm được bài tập, nên tôi đã không thể làm được bài tập. Mời cả lớp đọc theo tôi. 친구가 집에 와서 노는 바람에 친구가 집에 와서 노는 바람에 숙제를 못 했어요. 숙제를 못했어요. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cấu trúc động từ kết hợp với 래야, kết hợp với động từ và kết hợp với 을, 릴 수 없다. Tôi định, tôi phải làm gì đấy nhưng không thể làm vì có tác động ngoại cảnh xen vào. Chúng ta có ví dụ. 술을 조금 마셔도 얼굴이 빨개져서 마실래야 마실 수가 없어요. Vì tôi chỉ uống một chút rượu thôi là tôi đã đỏ mặt lên rồi, nên dù có muốn uống cũng không uống được. 술을 조금 마셔도 얼굴이 빨개져서 마실래야 마실 수가 없어요. Mời cả lớp đọc theo tôi. 술을 조금 마셔도 술을 조금 마셔도 얼굴이 빨개져서 얼굴이 빨개져서 마실래야 마실 수가 없어요. 마실래야 마실 수가 없어요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ. 한국 여행 정말 가고 싶지만 돈이 없어서 갈래야 갈 수 없어요. Tôi rất muốn đi du lịch Hàn Quốc nhưng không có tiền nên không thể nào đi được. Mời cả lớp đọc theo tôi. 한국 여행 정말 가고 싶지만 한국 여행 정말 가고 싶지만 돈이 없어서 갈래야 갈 수 없어요. 돈이 없어서 갈래야 갈 수 없어요. Và tiếp theo, cấu trúc nằm trong cấu trúc hồi tưởng. Chúng ta có động từ, tính từ kết hợp với 더니. Gắn sau động từ, tính từ biểu hiện ý nghĩa về một tình huống hay sự thật trong quá khứ được tiếp nối bằng một sự thật hay tình huống nào khác. Tình huống nào mới khác. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. 어제는 춥더니 오늘은 따뜻해졌네요.
어제는 춥더니 오늘은 따뜻해졌네요. Hôm qua trời mới lạnh, hôm qua trời lạnh mà hôm nay trời đã ấm rồi. Mời cả lớp đọc theo tôi. 어제는 춥더니 오늘은 따뜻해졌네요. 어제는 춥더니 오늘은 따뜻해졌네요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2. 게임을 많이 하더니 눈이 나빠졌어요. chơi game nhiều quá nên mắt tôi bị kém đi. Mời cả lớp đọc theo tôi. 게임을 많이 하더니 눈이 나빠졌어요. 게임을 많이 하더니 눈이 나빠졌어요. 나빠지다. Đây chúng ta có 나빠지다 là trở nên xấu, trở nên kém đi. Đây chúng ta có 눈이 나빠지다. 나빠졌어요. Trở nên kém đi. Chúng ta cùng bước sang phần luyện tập. Sử dụng cấu trúc ngữ pháp phù hợp để hoàn thành câu sau. Đầu tiên chúng ta có 얼굴이 왜 그래요? Tại sao khuôn mặt bạn trở nên như vậy? Khuôn mặt bạn bị sao vậy? Chúng ta có từ gợi ý 교통사고. 교통사고 ở đây là tai nạn giao thông. Và 머리를 다치다. 머리를 다치다 ở đây là bị thương ở đầu. Và chúng ta có từ gợi ý trong ngoặc như vậy cùng với cấu trúc mà chúng ta đã tìm hiểu trong số các bài học trước. Sử dụng những cấu trúc phù hợp để điền vào chỗ trống ở đây. Mời bạn Huy hoàn thành giúp tôi đoạn này. 제가 교통사고가 나는 바람에 머리는 다쳤어요. 제가 교통사고가 나는 바람에 머리를 다쳤어요. Vâng, đây là câu trả lời của bạn cũng trùng khớp với câu trả lời của chương trình. Rất chính xác, cảm ơn bạn. Mời cả lớp đọc theo tôi. 얼굴이 왜 그래요? 얼굴이 왜 그래요? 제가 교통사고가 나는 바람에 제가 교통사고가 나는 바람에 머리를 다쳤어요. 머리를 다쳤어요. Tiếp theo chúng ta có cấu trúc nằm trong bộ cấu trúc phỏng đoán. Có động từ, tính từ kết hợp với 걸려. Danh từ kết hợp với 걸려. Biết đâu chừng, có lẽ, chắc là. Mang ý nghĩa trong tiếng Việt là như vậy. Thể hiện sự phỏng đoán về một sự việc chưa diễn ra hay một điều gì đó chưa chắc chắn. Có thể dùng để phản bác một cách nhẹ nhàng rằng điều mình dự đoán sẽ khác điều mà người nói, thường là người lớn hơn, biết hay mong đợi. Và động từ tính từ có bắt chim chúng ta kết hợp với 걸려. Và động từ tính từ không có bắt chim chúng ta kết hợp với 이를 걸려. Để hiểu thêm về cấu trúc này, chúng ta cùng tìm hiểu phần ví dụ. Đầu tiên chúng ta có 그 사람은 가수가 아니라 영화 배우일 걸려. Người đó không phải là ca sĩ mà có lẽ là diễn viên. Mời cả lớp đọc theo tôi. 그 사람은 가수가 아니라 영화 배우일 걸려. 그 사람은 가수가 아니라 영화 배우일 걸려. Tiếp theo chúng ta có 동생은 지금쯤 자고 있을걸요. Chúng ta có em tôi có lẽ bây giờ đang ngủ. Chắc là bây giờ khoảng thời gian này. Bây giờ thì em tôi đang ngủ. Mời cả lớp đọc theo tôi. 동생은 지금쯤 자고 있을걸요. 동생은 지금쯤 자고 있을걸요. Tiếp theo chúng ta cùng bước sang cấu trúc động từ tính từ kết hợp với 아, 어, 여, 서, 그런지. Không biết có phải là vì làm sao đó mà... Cấu trúc này dự đoán một nguyên nhân mà bản thân không chắc chắn. Chúng ta có ví dụ. 날씨가 추워서 그런지 계속 출려요. Không biết có phải do trời lạnh hay không mà tôi cứ buồn ngủ suốt. Đây là ý nghĩa của câu này. Có phải vì thế hay không mà như thế nào? Mời cả lớp đọc theo tôi. 날씨가 추워서 그런지 계속 출려요. 날씨가 추워서 그런지 계속 출려요. Ví dụ số 2 ta có 너무 많이 먹어서 그런지 배가 아파요. Không biết có phải là do ăn nhiều quá hay không mà tôi thấy đau bụng. Mời cả lớp đọc theo tôi. 너무 많이 먹어서 그런지 배가 아파요. 너무 많이 먹어서 그런지 배가 아파요. Cấu trúc tiếp theo chúng ta đã được tìm hiểu đó là cấu trúc thể hiện kết quả hành động không mong muốn. Cấu trúc động từ kết hợp với 아오 버리다. Cấu trúc này gắn vào sau động từ diễn tả tính hoàn toàn về một kết quả của hành động. Và ngoài ra, còn có ý nghĩa giải phóng hoàn toàn khỏi những nặng nề do việc thực hiện hành động, hay còn lại chút tiếc nuối hay không muốn kết quả của hành động đó xảy ra. Chúng ta có ví dụ đầu tiên. 어제까지 해야 할 숙제를 잊어버렸어요. Tôi đã quên mất bài tập về nhà phải hoàn thành từ hôm qua. Mời cả lớp đọc theo tôi. 어제까지 해야 할 숙제를 잊어버렸어요. 어제까지 해야 할 숙제를 잊어버렸어요. Mời cả lớp đọc theo tôi.
어제까지 해야 할 숙제를 잊어버렸어요. 어제까지 해야 할 숙제를 잊어버렸어요. 팁 테어 위주 송하다고 좋아하는 드라마가 벌써 마지막 회 방송되어 버렸어요. Bộ phim mà tôi yêu thích mới đó mà đã chiếu tập cuối mất rồi. Đây chúng ta có Machimakue là tập cuối. Tiếp theo chúng ta sang cấu trúc thể hiện khả năng biết hay không biết làm gì đó. Cấu trúc động từ tính từ kết hợp với un, nhân chi. Nhân chi alta, mô rư ta. Việc diễn tả biết hay không biết về vấn đề gì đó hoặc cách để làm gì. Có thể dùng với các từ để hỏi như nugu. Nugu là ai? Odi là ở đâu? Và olma là bao nhiêu? Và ue, tại sao? Muot và onje. Muot là cái gì? Và onje là khi nào? Chúng ta có ví dụ. 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. Tôi biết rất rõ làm thế nào để đi đến bưu điện gần trường. Tôi biết cách, tôi biết rất rõ cách làm thế nào để đi đến bưu điện gần trường. Mời cả lớp đọc theo tôi. 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. 어떻게 가는지 잘 알아요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. Cậu không biết là giá bán hoa hồng dạo gần đây đắt thế nào đâu. Chúng ta có 장미꽃 là hoa hồng và 값이 ở đây là giá cả. Mời cả lớp đọc theo tôi. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. Tiếp theo chúng ta sang cấu trúc nhấn mạnh. Động từ tính từ kết hợp với 을, 릴, 뿐만 아니다. Và danh từ chúng ta kết hợp với 뿐만 아니다. Đứng sau động từ tính từ hoặc danh từ để thể hiện thêm một tình huống nữa cho một sự thật nào đó. Chúng ta có thể dịch là không những mà còn. Động từ tính từ không có bát chim chúng ta dùng dưới dạng thức 릴, 뿐만 아니다. Và động từ tính từ có bát chim chúng ta dùng dưới dạng thức 을, 뿐만 아니다. Và cấu trúc này chúng ta lưu ý, mệnh đề trước là tốt thì mệnh đề sau cũng là tốt. Và mệnh đề trước là xấu thì mệnh đề sau cũng là xấu. Các bạn lưu ý luôn luôn phải đồng nhất. Đầu tiên chúng ta có ví dụ. 이 드라마는 내용이 재미있을 뿐만 아니라 배우들의 연기도 완전 좋아요. Đây chúng ta, bộ phim này không những nội dung thú vị mà diễn xuất của diễn viên cũng rất tốt nữa. Chúng ta để ý thấy là mệnh đề trước là tốt thì mệnh đề sau cũng là mang ý nghĩa tốt. Mời cả lớp đọc theo tôi. 이 드라마는 내용이 재미있을 뿐만 아니라 내용이 재미있을 뿐만 아니라 배우들의 연기도 완전 좋아요. 배우들의 연기도 완전 좋아요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2. 이 가게의 버거가 맛이 없을 뿐만 아니라 가격도 너무 비싸요. Bánh mì kẹp của cửa hàng này không những không ngon mà giá còn đắt nữa. Mời cả lớp đọc theo tôi. 이 가게의 버거가 맛이 없을 뿐만 아니라 맛이 없을 뿐만 아니라 가격도 너무 비싸요. 가격도 너무 비싸요. Đây là ý nghĩa của cấu trúc 을, 릴 뿐만 아니라 không những mà còn. Cùng với việc học ngôn ngữ, chương trình học tiếng Hàn Quốc qua truyền hình còn giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về đất nước, con người, đời sống, văn hóa và sự phát triển mọi mặt của Hàn Quốc ngày nay. Tuy không nổi tiếng như gốm sứ Nhật, nhưng nghệ thuật chế tác gốm sứ thủ công của xứ sở Kim Chi cũng có truyền thống lâu đời và được đánh giá rất cao. Gốm Hàn Quốc cũng có nhiều đặc trưng độc đáo và thú vị, không kém những quốc gia Đông Á khác. Thậm chí ở đây còn có những dòng gốm sứ riêng rất được nhiều nước ưa chuộng. Gốm sứ Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp riêng với màu sắc giản dị, đường nét tinh tế, với các trường phái làm sứ trắng Joseon, sứ phấn và chum vải. Có thể nói gốm Hàn Quốc tuy rất phong phú và đa dạng như hai dòng gốm Goryeo và Joseon vẫn là những dòng gốm tiêu biểu nhất và tuyệt vời nhất. Nghệ thuật gốm sứ Hàn Quốc đạt đến đỉnh cao, các nghệ nhân sành nghề đang thổi hồn vào những tác phẩm của mình.
khởi nguồn từ văn hóa đất nung, lịch sử phát triển văn hóa gốm sứ Hàn Quốc trải qua nhiều thời kỳ và hình thành 4 trường phái còn được lưu giữ đến nay, gồm đất nung Silla, sứ Sengoryeo, sứ trắng Joseon và gốm phấn. Sau này, kỹ thuật làm gốm sứ Hàn Quốc còn được truyền bá sang đến Nhật Bản. Đối với mỗi sản phẩm gốm, đặc điểm văn hóa được thể hiện qua chất liệu, công nghệ, công năng, kiểu dáng và đặc biệt là các họa tiết trang trí. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới bảo tồn được tính đa dạng của các trường phái gốm sứ cổ truyền, đồng thời vẫn duy trì sản xuất và sử dụng trong đời sống sinh hoạt bình dân tất cả các trường phái này. Du lịch Hàn Quốc và tìm lại những nét độc đáo trong nghệ thuật gốm sứ Hàn Quốc làm nên những nét nghệ thuật riêng cho đất nước này. Bài tập tiếp theo trong phần luyện tập chúng ta có dịch sang tiếng Hàn các câu sau. Câu đầu tiên chúng ta có anh ấy không những giàu mà còn đẹp trai. Đây là cấu trúc không những mà còn. 을, 릴, 운만 아니다. Không những mà còn. Mời bạn Trang hoàn thành giúp tôi câu này. 그 남자가 부자 일뿐만 아니라 미남이에요. Câu trả lời của bạn là 그 남자가 부자 일뿐만 아니라 미남이에요. Vâng, cũng rất là chính xác. Câu trả lời của chương trình là 그 남자는 부자일뿐만 아니라 미남이에요. Anh ấy không những đẹp trai mà còn giàu có. Ở đây chúng ta có 부자. 부자 đây là giàu có và 미남 là một chàng trai đẹp trai. Tiếp theo câu số 2 chúng ta có ngay sau khi đến lớp sẽ có bài kiểm tra. Đây là trình tự lần lượt công việc thứ tự của câu. Mời bạn Trang dịch sang tiếng Hàn giúp tôi câu này. Mời bạn. 교실에 오는 대로 시험을 치세요. Vâng. 교실에 오는 대로 시험을 치세요. Vâng, rất chính xác. Câu số 3 chúng ta có không biết có phải vì là ban ngày ngủ nhiều quá hay không mà giờ không ngủ được. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc 그런지 ở đây. Mời bạn Trang hoàn thành giúp tôi câu này sang tiếng Hàn. Mời bạn. 낮에 잠을 많이 자서 그런지 잠이 안 오네요. Vâng. 낮에 잠을 너무 많이 자서 그런지 지금 잠이 안 오네요. Vâng, rất chính xác. Câu trả lời rất là chính xác. Cảm ơn bạn Trang. Tiếp theo, mời cả lớp đọc theo tôi. Đầu tiên, 그 남자는 부자일 뿐만 아니라 미남이에요. 그 남자는 부자일 뿐만 아니라 미남이에요. Tiếp theo, 교실에 오는 대로 시험을 치세요. 교실에 오는 대로 시험을 치세요. Tiếp theo, chúng ta có 낮에 잠을 너무 많이 자서 그런지 낮에 잠을 너무 많이 자서 그런지 지금 잠이 안 오네요. 지금 잠이 안 오네요. Tiếp theo chúng ta sang cấu trúc thể hiện khả năng biết hay không biết làm gì đó. Cấu trúc động từ tính từ kết hợp với 은, 는지. 는지 알다, 모르다. Việc diễn tả biết hay không biết về vấn đề gì đó hoặc cách để làm gì. Có thể dùng với các từ để hỏi như 누구. 누구 là ai, 어디 là ở đâu và 얼마 là bao nhiêu và 왜 tại sao, 무엇 và 언제, 무엇 là cái gì và 언제 là khi nào. Chúng ta có ví dụ. 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. Tôi biết rất rõ làm thế nào để đi đến bưu điện gần trường. Mời cả lớp đọc theo tôi. 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. 학교 근처 우체국에 학교 근처 우체국에 어떻게 가는지 잘 알아요. 어떻게 가는지 잘 알아요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. Cậu không biết là giá bán hoa hồng dạo gần đây đắt thế nào đâu. Chúng ta có 장미꽃 là hoa hồng và 값이 ở đây là giá cả. Mời cả lớp đọc theo tôi. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. 요즘 장미꽃 값이 얼마나 비싼지 몰라요. Tiếp theo chúng ta sang cấu trúc nhấn mạnh. Động từ tính từ kết hợp với 을, 릴, 뿐만 아니다. Và danh từ chúng ta kết hợp với 뿐만 아니다. Đứng sau động từ tính từ hoặc danh từ để thể hiện thêm một tình huống nữa cho một sự thật nào đó. Chúng ta có thể dịch là không những mà còn. Động từ tính từ không có bát chim chúng ta dùng dưới dạng thức 릴 뿐만 아니다 và động từ tính từ có bát chim chúng ta dùng dưới dạng thức 을 뿐만 아니다. Tiếp theo chúng ta có ví dụ về cấu trúc này. 이 드라마는 내용이 재미있을 뿐만 아니라
배우들의 연기도 완전 좋아요. Đây chúng ta, bộ phim này không những nội dung thú vị mà diễn xuất của diễn viên cũng rất tốt nữa. Chúng ta để ý thấy là mệnh đề trước là tốt thì mệnh đề sau cũng là mang ý nghĩa tốt. Mời cả lớp đọc theo tôi. 이 드라마는 이 드라마는 내용이 재미있을 뿐만 아니라 내용이 재미있을 뿐만 아니라 배우들의 연기도 완전 좋아요. 배우들의 연기도 완전 좋아요. Theo chúng ta có ví dụ số 2. 이 가게의 버거가 맛이 없을 뿐만 아니라 가격도 너무 비싸요. Bánh mì kẹp của cửa hàng này không những không ngon mà giá còn đắt nữa. Mời cả lớp đọc theo tôi. 이 가게의 버거가 이 가게의 버거가 맛이 없을 뿐만 아니라 맛이 없을 뿐만 아니라 가격도 너무 비싸요. 가격도 너무 비싸요. Đây là ý nghĩa của cấu trúc 을, 릴 뿐만 아니라 không những mà còn. Tiếp theo chúng ta cùng sang cấu trúc thể hiện thứ tự lần lượt của hai hành động. Chúng ta có động từ 는 kết hợp với 는 tề tô. Gắn vào sau động từ tính từ để diễn tả việc thực hiện động tác giống như hành động, động tác ở phía trước. Và ngoài ra còn để diễn tả việc thực hiện một hành động nối tiếp ngay sau khi hành động trước đó được kết thúc. Chúng ta có ví dụ để hiểu thêm về cấu trúc này. 선생님 안내해 주시는 대로 눈물을 잘 썼어요. Tôi đã hoàn thành tốt luận văn theo như giáo viên đã hướng dẫn. Mời cả lớp đọc theo tôi. 선생님 안내해 주시는 대로 선생님 안내해 주시는 대로 눈물을 잘 썼어요. 눈물을 잘 썼어요. Tiếp theo ví dụ số 2 chúng ta có 도착하는 대로 바로 일을 시작하겠습니다. Ngay khi đến nơi tôi sẽ bắt đầu công việc. 도착하는 대로 바로 일을 시작하겠습니다. Mời cả lớp đọc theo tôi. 도착하는 대로 바로 일을 시작하겠습니다. 도착하는 대로 바로 일을 시작하겠습니다. Tiếp theo chúng ta cùng sang cấu trúc thể hiện mục đích. Động từ tính từ kết hợp với 도록. Gắn vào sau động từ để chỉ mục đích hay phương hướng của hành động ở phía trước. Có thể dịch sang nghĩa tiếng Việt là để cho. Và ngoài ra, còn đứng sau tính từ và động từ để thể hiện mức độ, tiêu chuẩn, giới hạn, thời gian. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là đến mức, đến. Và để hiểu thêm về cấu trúc này, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Ví dụ đầu tiên ta có 시험 성적이 잘 나오도록 다 같이 노력합시다. 다 같이 노력합시다 là cùng nhau. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để có kết quả thi tốt. Mời cả lớp đọc theo tôi. 시험 성적이 잘 나오도록 시험 성적이 잘 나오도록 다 같이 노력합시다. 다 같이 노력합시다. Tiếp theo chúng ta có ví dụ số 2. 그는 땀이 나도록 일에 정말 집중했어요. Anh ấy tập trung vào công việc đến mức toát cả mồ hôi. Vâng, cả lớp đọc theo tôi. 그는 땀이 나도록 일에 정말 집중했어요. 그는 땀이 나도록 일에 정말 집중했어요. Bài ôn tập số 2 của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn chủ động luyện tập thêm và theo dõi lịch phát sóng của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.